100 triệu đồng. Ở đây là dân bán hai cái bằng khoán, và mỗi bằng khoán là một bằng khoán là 8 công đất tầm lớn ở dưới miền Tây, nó đâu đó khoảng được 10.400 mét vuông đất lúa. Thì hoa hồng của Sơn ở cái miếng đất này là 50 triệu, và một cái miếng nó khoảng 9.000 mét vuông, nhưng mà đất là cặp lộ trục đường tỉnh ở Cần Thơ, thì cũng vừa chốt trong ngày hôm nay luôn. Ở trong cái giờ cơm trưa gọi điện cho bà xã, thì bà xã nói là người ta đặt cọc, và gọi điện này cho cái ông chủ, cái ông khách hàng mà nhờ Sơn bán đất ấy, thì ông nói là ok 50 triệu. Và như vậy là với hai cái này thì Sơn chắc ăn là ngày thứ hai Sơn sẽ có 100 triệu đồng tiền hoa hồng từ việc bán bất động sản ở trong tài khoản của mình rồi. Đấy. Bye bye. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Và một quan trọng nữa, Sơn nói với anh chị rằng là chiều ngày mai Sơn có một cái chương trình từ thiện ở dưới Cần Thơ. Sau khi Sơn dạy xong thì sẽ có một cái chương trình Sơn tặng gạo ở dưới Cần Thơ. Đấy, và số tiền này Sơn không biết nó là bao nhiêu cả. Cảm ơn, rất chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp một số tiền này. Cùng với chiến thắng của Sơn, Sơn sẽ mang toàn bộ số tiền này góp với số gạo mà Sơn sẽ tặng vào ngày mai để tặng cho một cái chùa ở dưới gần chỗ Sơn sống. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn chị Diền Dã. Cảm ơn bạn Sơn rất là nhiều. Nói về chủ đề từ thiện thì ngày 27 này Phong cũng tổ chức một cái chương trình từ thiện dành cho các em trẻ mồ côi ở Long An, quốc lộ 50. Lịch của Phong là hàng tháng làm từ thiện nhé các anh chị. Quan điểm của Phong rất đơn giản. Chúng ta nếu chúng ta tạo ra được chút đức thì chúng ta làm cái gì nó cũng chắc đơn giản thôi. Để cho nhân viên của mình có được cái nương nhờ đó, có cái để mà đi làm từ thiện để tạo ra cái phúc. Thì nếu như các anh chị mà quan tâm điều đó thì có thể chúng ta cùng nhau cùng với Phong, chúng ta cùng nhau để mà làm những chương trình như vậy, bởi vì Phong đã làm nhiều lần những chương trình như vậy rồi. Thì muốn thông báo với tất cả các anh chị là như vậy nha. Để chúng ta cùng nhau có những cái môi trường cũng như kinh doanh kiếm được tiền, mà chúng ta cùng làm từ thiện hàng tháng với nhau nữa. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn Sơn. Hay là thế này, cho mọi người Sơn lên kia đó. Sơn có thể góp luôn cái này vào cái phần của anh Phong vào ngày 27 luôn được không? Sơn rồi, của Sơn là hơn, của Sơn rồi. Vâng, cảm ơn Sơn. Em nói xong anh ấy mở vào nó bật cười không? Bật cười hết hẳn. Anh bấm vào người ta thì nó có là tí anh tắt đi nhưng mà mở ra nó lại có. Ban tổ chức ở lại và dọn lại hội trường để trả lại văn phòng. À, bây giờ anh tắt đi đúng không? Thì anh mở lại này. Không có đâu. Các anh chị nhớ lưu ý là ngày mai 8 tháng 8 có mặt ở tại số 73 Nguyễn, quận 93. Các anh chị đã từng là hôm nay trở cái nick của anh ấy.